chào quý vị thính giả đang đến với podcast Người Nhân Văn Mà Sắc Nên Kim. Đây là một dự án được thực hiện bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và cứ mỗi số như vậy, chúng ta sẽ được gặp gỡ một khách mời đặc biệt để cùng nhau trò chuyện, giao lưu về những ngành nghề trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay. Và đến hiện tại thì chúng ta cũng đi được một chặng đường khá là dài và sắp kết thúc mùa 1 rồi. Rất là cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ podcast Người Nhân Văn Mà Sắc Nên Kim. Và trong tập 7 lần này thì chúng ta sẽ đến với chủ đề, đó chính là quan hệ quốc tế đa chiều góc nhìn. Một chủ đề rất là được các bạn trẻ quan tâm. Và như quý vị đã biết thì ngoại giao, quan hệ quốc tế đóng vai trò rất là quan trọng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước để đảm bảo lợi ích của quốc gia. Và với chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện, lắng nghe chia sẻ đến từ nhân vật khách mời đặc biệt. Anh chính là cựu sinh viên khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và anh cũng hiện đang công tác tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Trà My xin được giới thiệu anh Trần Minh Hiếu ạ. Xin chào Trà My, xin chào các bạn, các anh chị đang nghe đài. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Minh Hiếu, là sinh viên khóa 10 khoa quan hệ quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã công tác ở Sở Ngoại vụ cũng được 4 năm rưỡi. Và hôm nay rất cảm ơn Trường Nhân Văn đã dành thời gian và mời mình về có cái buổi chia sẻ về ngành quan hệ quốc tế. Rất mong là sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn đang học và dự định sẽ apply vào khoa quan hệ quốc tế sẽ có những cái góc nhìn mới đa chiều như cái tên gọi. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh Hiếu, và anh cũng đã sắp xếp thời gian để có thể là thu buổi podcast ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Và chương trình của chúng ta là sẽ có hai chuyên mục. Chuyên mục đầu tiên sẽ là Mài Sắc, sẽ kể về hành trình của anh ở thời sinh viên như thế nào, về những kỷ niệm hay là những kỹ năng mà anh đã trau dồi trong suốt quá trình anh học đại học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với phần Nên Kim, là anh sẽ chia sẻ về công việc hiện tại của anh đã trải qua như thế nào, rồi là anh sẽ gửi những lời khuyên đến cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn về ngành của mình. Và bây giờ xin mời anh và quý vị thính giả chúng ta đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Mài Sắc. Hết thì em muốn hỏi anh á, anh có thể chia sẻ về động lực cũng như là điều gì thôi thúc hay là điều gì của ngành quan hệ quốc tế đã hấp dẫn anh không ạ? Nếu vậy thì chắc là mình sẽ bắt đầu từ cái lúc mà tại sao lại mình lại chọn ngành quan hệ quốc tế. Lúc đó là khoảng năm lớp 11, mình vẫn đang học ban A ở trường cấp 3. Thì lúc đó là vẫn nghĩ là sẽ thi toán lý hóa thôi và chưa có biết ngành quan hệ quốc tế là gì. Nhưng mà thi lớp 11 thì mình cũng xác định là cái tầm quan trọng của việc thi đại học, và mình cũng không muốn là sẽ thi đại học sẽ chỉ chọn đại một ngành và hoặc là theo một cái xu hướng của bạn bè nào đó mà mình muốn thật sự là tìm hiểu. Lúc đó thì sau khi tìm hiểu thì mình có shortlist, có nghĩa là thu gọn lại là ba cái ngành mình thích nhất, nó là quan hệ quốc tế, du lịch với lại ngôn ngữ Anh. Nghe ba ngành này mình thích là tại vì nó có những cái đặc điểm phù hợp với cái tính cách và cái sở thích của mình. Mình phân vân thì cũng thật ra cũng không phân vân quá nhiều, tại vì sau khi mà research, nghiên cứu thì mình thấy là quan hệ quốc tế thì nó có thể bao gồm luôn cả du lịch và ngôn ngữ Anh. Có nghĩa là mình được đi đây đi đó và mình cũng là sử dụng ngoại ngữ nhiều. Nhưng mà ngược lại thì học ngôn ngữ thì chưa chắc là đi làm ngoại giao. Cũng có thể nhưng mà chưa chắc là đi làm ngoại giao chuyên nghiệp, thì nó cũng có thể gặp nhiều khó khăn hơn. Nên là cuối cùng là mình quyết định là chọn quan hệ quốc tế là cái ngành mà mình sẽ nộp đơn. Và cũng may mắn là mình đã thi đậu vào trường khoa học xã hội nhân văn, khoa quan hệ quốc tế. Anh tự cảm nhận thôi là quan hệ quốc tế trước khi anh học và sau khi anh học á, anh cảm thấy có khác nhau hay giống nhau điều gì, hay là có đúng như những gì mà anh dự định tưởng tượng hay không ạ? Mình thì được cái là mình là một người có kế hoạch, nên là mình nghiên cứu cũng rất là kỹ. Và cái điều mà mình vừa chia sẻ trong cái câu hỏi đầu tiên của Trà My thì đến lúc này nó vẫn đúng. Có nghĩa là mình vẫn hay chia sẻ cái công việc của hiện tại của mình đang làm ấy. Nếu mà cho những bạn nào mà không phải là ngành quan hệ quốc tế mà để hiểu một cách đơn giản về ngành của mình ấy. Mình đang làm ở phòng lễ tân của Sở Ngoại vụ, thì mình hay có so sánh là cán bộ lễ tân giống như là một hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà kết hợp luôn với lại cái người điều hành tour. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi làm du lịch ấy, thì điều hành tour thì thường là My sẽ lên chương trình này, rồi liên hệ với nhà hàng khách sạn, rồi lên chương trình đặt tour và làm việc với khách để chốt ra cái chương trình. Và sau đó thì sẽ là hướng dẫn viên, thì sẽ là dẫn và take care, chăm sóc cái đoàn khách đó đi đến điểm này, điểm kia, giới thiệu địa điểm, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa con người.
Đối với ngành ngoại giao của mình là và đặc biệt là một cán bộ lễ tân đó, thì mình kiêm luôn hai cái nhiệm vụ đó. Mình vừa làm công tác là thu xếp chương trình với phía bạn, phía đối tác nước ngoài, sau đó là trực tiếp đi đoàn luôn. Nếu mà nói một cách tôi dễ hiểu thì du lịch với quan hệ quốc tế có thể nó khác nhau một ít là ở đối tượng khách thôi. Du lịch thì khách thì là có thể làm mọi đối tượng, nhưng mà quan hệ quốc tế của mình thì đối tượng khách chủ yếu là chính trị gia và các lãnh đạo cấp cao. Thì nó nói như vậy thì những cái bạn ở ngoài ngành thì các bạn cũng sẽ dễ hình dung hơn về ngành ngoại quốc tế, chứ nó không phải là quá vĩ mô hay là cao siêu. Thì đó là những cái mà trước khi học và sau khi học thì mình thấy vẫn là đúng. Sau khi học thì mình thấy là quan hệ quốc tế thì nó cũng có nhiều cái hơn rất là nhiều, không chỉ là du lịch hay là ngoại ngữ mà nó còn là đàm phán, thương lượng, và gọi là thậm chí có những lúc gọi là có thể là đấu tranh để bảo vệ những cái quyền lợi và những cái lợi ích cho đất nước của mình. Thì đó là những cái vĩ mô mà mình thấy là Và anh có thể chia sẻ là anh đã trau dồi những kiến thức, những kỹ năng đó như thế nào, chẳng hạn như ví dụ như là về khả năng đàm phán đi, hay kỹ năng giao tiếp nữa, thì anh đã trau dồi như thế nào ạ? À? nếu mà từ thời sinh viên á, thì mình nghĩ là kiến thức một cái điều mà thuận lợi và cũng là may mắn khi mà học quan hệ quốc tế á, là vốn dĩ chương trình học là đã thiết kế rất là rộng và rất là khái quát, có nghĩa là mình sẽ được học rất là nhiều cái kỹ năng cũng như là kiến thức, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng mềm như là đàm phán, giao tiếp. Thì đó là cái thuận lợi khi mà học đúng chuyên ngành. Còn cái việc trau dồi về kỹ năng giao tiếp, cũng anh nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn là một người hướng nội thì có làm đối ngoại và làm ngoại giao được hay không. Thì bản thân anh qua các bài test về kỹ năng tính cách ấy, thì là anh là vẫn là đa số là nó vẫn xếp anh, những cái bài test nó vẫn xếp anh vô cái dạng là người hướng nội. Ừ, nhưng mà hướng nội thì không có nghĩa là không làm đối ngoại được, nhưng mà thật sự là nó cũng sẽ có những cái gọi là mình phải tập luyện, chứ nó không thành một cái bản năng được. Thật ra anh gặp cũng nhiều người là có khả năng mà họ có thể giao tiếp rất là tốt một cách liên tục, rất là tự nhiên mà không cần có sự chuẩn bị trước, thì cái đó là một cái đặc điểm tốt của người hướng ngoại. Nhưng mà người hướng nội thì mình bù lại thì mình có cái khả năng là mình, theo đánh giá của cái này là sách vở chứ không phải mình tự nhận, nhưng ý là có nghĩa là sâu sắc, thì mình nó là một cái lợi thế của mình. Cái việc mà giao tiếp tốt thì có thể luyện tập được. Thì em có hỏi về kỹ năng giao tiếp ấy, thì cái cách mà để luyện tập trau dồi thì là anh nghĩ đầu tiên là thông qua quan sát. Thì mình có thể là mình xem những cái người thầy, người cô, người anh, người chị của mình, cái cách họ giao tiếp như thế nào. Sau đó thì mình có thể học hỏi kinh nghiệm của anh mà đúc kết được, thì là có một gọi là một cái mẹo ấy, thì có nghĩa là mình không có mạnh về cái việc tự nhiên ấy, thì mình chuẩn bị trước, thì nó sẽ khá là tốt. Một cái kỹ năng đó là đặt các câu hỏi mở để đi tìm đến điểm chung, và các bạn mới hoặc là những bạn hướng nội ấy, thì có thể thủ sẵn cái này, có nghĩa là những câu hỏi mở. Câu hỏi mở là hỏi được câu 1 xong sẽ hỏi tiếp câu 2, hỏi tiếp câu 3. Từ khi mà tìm được cái điểm chung rồi á, thì từ đó thì sẽ cái câu chuyện nó sẽ đi nhau một cách tự nhiên á. Thì lúc đó giữa hai người giống như nó có một cái sự kết nối, thì lúc đó là câu chuyện nó diễn biến tự nhiên, và như vậy thì mình có một cái mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp anh nghĩ là như vậy. Còn với những người hướng ngoại thì anh nghĩ là ít nhiều thì họ có một cái khả năng tương đối là thiên bẩm rồi, thì nó cũng sẽ dễ phát huy hơn. Em thấy người hướng nội cũng có những ưu điểm như là họ có sự tập trung rất là cao, sự lắng nghe cũng rất là tốt nữa. Em thấy làm việc cũng rất là hiệu quả, họ nói ít nhưng mà họ làm nhiều. Và anh cũng có nói trong phần này là phần mối quan hệ. Em nghĩ là quan hệ quốc tế thì rất là cần, như là người ta hay nói là quan hệ rộng, quan hệ sâu, quan hệ dài lâu. Thì không biết là anh có thể chia sẻ là mình tạo dựng mối quan hệ như thế nào và cách để duy trì mối quan hệ đó ạ? À? Ừ, thật sự thì đúng là cái vai trò của mối quan hệ rất là quan trọng, và qua nhiều cái câu chuyện cá nhân thì hoặc là vĩ mô quốc tế thì mình cũng thấy cái tầm vai trò quan trọng của mối quan hệ nó như thế nào. Thì với anh thì cái việc xây dựng mối quan hệ thì nó xuất phát từ cái việc mà giao tiếp hay là bắt chuyện làm quen như mà mình mới đề cập ở trên ấy. Thì cái đó là cái bước khởi đầu của cái việc tạo dựng một mối quan hệ, là mình phải dám đến, ít nhất là nói chuyện, bắt chuyện trước, không có ngại là bị từ chối. Tại vì thật ra trong cái môi trường ngoại giao thì mình hầu hầu hết mọi người cũng sẽ rất là ngoại giao và sẽ không ai từ chối một cái cuộc bắt chuyện đâu, cho nên là cái đó thì mình chỉ cần cố gắng, mình tự tin một xíu thì mình cứ đến bắt chuyện. Rồi trong khoa quan hệ quốc tế thì cũng được dạy về cách trao đổi danh thiếp, nem cạc và cách tay hô, đi đứng, nói chuyện, thì cái đó cũng là những cái kỹ năng rất là cần thiết cho cái việc tạo dựng mối quan hệ.
Ở trong cái cuộc sống thường ngày á, những cái ví dụ mà mình có thể duy trì mối quan, có thể gọi là mở rộng mối quan hệ, ví dụ như là anh là thành viên của đội bóng đá, thì ví dụ như mà trong một cái trận bóng đá chẳng hạn mình có 5 thằng bạn đi, thì hôm đấy mình xét một cái kèo là mỗi thằng phải rủ thêm một người bạn lên sân nữa, thì coi như là hôm đấy là mình là một người thì sẽ quen được thêm 5 bạn mới, thì đó kiểu vậy. Thì nó lại quay về cái câu chuyện là có cùng một cái điểm chung. Còn thật ra là qua kinh nghiệm anh đi làm thì cái việc mà kết nối nó cũng tương đối dễ, khi mà em có một cái vấn đề cụ thể gì rồi đó thì em liên hệ trực tiếp nó cũng rất là dễ. Với anh thì cái việc mà tạo dựng mối quan hệ thì nó chỉ là một cái phần đầu thôi, cái việc mà duy trì mối quan hệ nó mới là cái mà khó, tại vì cái quỹ thời gian của mình nó chỉ có giới hạn á, mà khi mà cái việc số lượng mối quan hệ ngày càng phát triển á, thì làm sao để duy trì được cái chất lượng đó, thì nó là cái vấn đề quan trọng. Cái việc duy trì mối quan hệ đó thì nó chia làm hai cái mục tiêu, một cái là những người mình thân thiết, mình quý mến thì là nó sẽ là cái động lực tự nhiên để mình duy trì thôi, thì cái đấy thì chắc là mình không đề cập tại vì nó hơi cá nhân và nó hơi cảm xúc. Còn cái việc mà duy trì một mối quan hệ chuyên nghiệp đó, có nghĩa là thật ra quan hệ quốc tế thì nó giống như lúc nãy anh có chia sẻ là lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và lợi ích của cơ quan mình chẳng hạn, thì với những mối quan hệ công việc và để duy trì mối quan hệ thì nó có những cái tip, nó có những cái bí kíp, thì đó là ví dụ như là những cái dịp mà quan trọng ở trong quan hệ quốc tế, thì một cái mà thể hiện và cũng là một cái gọi là mà người ta hay làm nhất mà để duy trì quan hệ đó là thực hiện cái chuyến thăm lẫn nhau. Có nghĩa là ví dụ như mà giống như trong mối quan hệ cá nhân thôi, khi mà hai người thân nhau thì sẽ thường xuyên là mời nhau qua thăm. Trong quan hệ quốc tế thì cái biểu hiện cao nhất đó là việc là thực hiện duy trì cái chuyến thăm, mà các cấp càng cao á, thì là nó càng thể hiện cái mức độ thân thiết. Có thể ví dụ gần đây là Tổng thống Mỹ liên tiếp là đều thăm Việt Nam, thì chứng tỏ cái mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ là ngày càng trở nên quan trọng, và Mỹ cũng đánh giá vai trò của Việt Nam rất là cao, mà mối quan hệ đã được gọi là phát triển một cách rất là vượt bậc. Đó là những cái ví dụ về cách duy trì mối quan hệ. Lúc mà khi là mình xuất phát điểm là người chưa có nhiều mối quan hệ thì mình có thể đi theo một cái mentor. Mentor là người giống như người dìu dắt, thì là người đó có thể là người anh, người chị hoặc là người thầy. Thì từ những cái người đó, người ta khi mà đi, người ta có thể giới thiệu mình với những cái mối quan hệ khác, thì đó cũng là một cách, có nghĩa là mình xây dựng, mình chưa có nhiều mối quan hệ, mình xây dựng mối quan hệ chất lượng với một cái người nào đó mà người ta có nhiều mối quan hệ, thì cái đó cũng là một cái cách để mà mình có thể là mở rộng cái mối quan hệ của mình. Dạ vậy làm cách nào để mình có thể tìm một mentor tốt? Tại vì là có em thêm nghĩ thì cũng có những người thầy á, có nghĩa là có thể là hướng mình đi đến một cái tích cực hơn, cũng có thể có những trường hợp ngược lại. Thì vậy thì mình làm sao để mình có thể phân biệt và mình chọn được đúng một người mentor tốt để mình theo học ạ? Ừ. Anh nghĩ là nếu mà em đã gọi là mentor rồi thì người đó là nó ít nhất là phải có trình độ, có nghĩa là trình độ và em phải nể rồi thì em mới gọi là mentor. Còn một cái người mà dẫn em đi theo cái lối không tốt thì chắc chắn người đó không phải là mentor. Và để chọn được cái người mentor, nhưng mà không phải là giữa vô số những người giỏi hơn mình đó, và những người đi trước mình đó, để tìm được một mentor phù hợp đó. Cái từ phù hợp nó luôn luôn quan trọng đó. Thì anh nghĩ là mình sẽ phải tìm những người mà có cùng cái hệ giá trị và cũng như là cùng cái điểm chung với mình, thì nó lại quay lại cái câu chuyện là điểm chung và cái hệ giá trị chung. Giống như là một cái người mà em đã nhìn được cái quãng đường họ đi rồi, mình thấy là mình có thể là mình không phải là bắt chước, nhưng mà mình muốn đi theo cái con đường này, mình thấy con đường này thì họ đi rất là tốt, tích cực, thì mình có thể hỏi cái Quay. cách cái cách này đó. Thì đó là cái cách mà tìm một cái người mentor. Thì khi mà có cái người mentor đó thì họ sẽ lại giới thiệu cho em những cái mối quan hệ tốt hơn. Giống như hồi xưa nãy anh có chia sẻ câu chuyện với thầy trong khoa của anh, thì anh có thể gọi thầy đó là mentor. Thầy giới thiệu cho cái anh sếp trong sở, thì sau đó là anh có cái vòng tụ tập ở sở, và từ đó là lúc đó là lại do mình, lúc đó là do mình là phấn đấu tiếp tục. Nhưng mà cái người mà giới thiệu lúc đầu thì luôn luôn mình phải ghi nhớ và trân trọng, thì đó là cái mà anh luôn luôn chia sẻ là như vậy. Cái mentor tốt rất là quan trọng. Những bước đi đầu tiên của mình rất là khó khăn, cá nhân em cũng vậy, cho nên là em cũng được những anh người chị dìu dắt để là có những bước đi đầu tiên, xong rồi là những cơ hội bắt đầu mới tới với mình. Thì em nghĩ là quan trọng như anh nói rất là tâm đắc, từ phù hợp là cùng hệ giá trị với mình á,
thì mình cũng có thể là học hỏi ở những điểm tốt, những mặt tích cực và nó phù hợp với bản thân mình. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ và với những ví dụ rất là cụ thể vừa rồi của anh. Và như anh được biết thì ngành học nào thì chúng ta cũng phải gần như phải đi thực tập á anh, thì không biết là anh có thể chia sẻ quá trình thực tập của anh như thế nào, và anh có thể chia sẻ những trải nghiệm của anh trong quá trình thực tập đó không ạ? Cái quá trình thực tập của mình thì đối với quan hệ quốc tế thì đó là một chương trình bắt buộc vào hè năm thứ ba, khi mà các bạn sinh viên làm kết thúc năm học thứ ba thì sẽ phải có một cái kỳ thực tập thực tế, tối thiểu là kỳ thực tập công ty hoặc là doanh nghiệp tối thiểu là 2 tháng. Lúc đấy là cũng là một cái may mắn cho mình là thầy phó trưởng khoa lúc đấy là một người rất là tâm huyết và rất là muốn gọi là truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên làm đúng chuyên ngành, nên là thầy đã hỏi các bạn sinh viên là có bạn nào muốn thực tập ở Sở Ngoại vụ hay không, thì khoa sẽ viết cái thư giới thiệu qua cho sở. Lúc đấy anh là một trong năm bạn là gọi là mong muốn bày tỏ mong muốn cái nguyện vọng đó. Đấy là cái bước đầu tiên mà anh đến với Sở Ngoại vụ, đó là từ một cái bạn thực tập sinh. Đó cũng là một cái mà rất là anh nghĩ là rất là duyên và may mắn, tại vì thật ra trước đó là mình cũng rất là chưa biết là làm thế nào để thực tập ở Sở Ngoại vụ, tại vì thường là lúc đó thì cũng mới năm ba, mình chưa có như em hỏi là chưa có nhiều mối quan hệ và cũng không có gia đình làm ở ngành, nên là thật sự là anh là không phải là gia đình làm ngành ngoại giao, nên là cũng không có quen biết ai trong sở cả, nhưng mà cũng nhờ là khoa quan hệ quốc tế các thầy cô rất là tâm huyết và truyền cảm hứng, nên là đã giới thiệu với lại sinh viên để có cơ hội thực tập ở sở. Cũng rất là may mắn và thuận lợi là vào cơ quan thì lại được gặp một anh sếp rất là tâm lý và gọi là cũng rất là truyền cảm hứng. Thay vì là thời gian thực tập chỉ có 2 tháng thôi thì anh đã thực tập đến 6 tháng và được giao những cái nhiệm vụ mà sau này anh sếp vẫn hay nói là tụi em thực tập thôi nhưng mà anh tin tưởng giao cho những việc làm như một chuyên viên thực thụ. Cái kỷ niệm mà đi thực tập mà anh vẫn nhớ nhất là đi thực tập nhưng mà lại được đi tổ chức sự kiện, là đi công tác luôn á, là đi cùng với cơ quan tổ chức một cái sự kiện ở Thái Lan, thì đó là một cái mà mình vẫn luôn rất là nhớ và rất là trân trọng cái kỷ niệm đó. Nhắc nhắc tới trong anh cũng có rất là nhiều cảm xúc. Và như em được biết anh thì ngành quan hệ quốc tế chúng ta cần phải nghiên cứu rồi xử lý thông tin rất là nhiều, thì anh có thể chia sẻ cách để chúng ta có thể chọn lọc, tìm kiếm hay là thu thập thông tin không ạ, để các bạn có thể biết mà để tự các bạn có thể tìm tòi và nghiên cứu vậy ạ? Đấy đúng là một cái vấn đề mà không không phải dễ đối với cả với bản thân anh ngay bây giờ, nhất là những cái thông tin mà rất là đa chiều và các thông tin thường là nó mâu thuẫn hoàn toàn với nhau. Thì theo anh nghĩ cái này là nó cũng do tính cách và quan điểm và góc nhìn của mỗi người nữa. Nhưng mà nếu được thì anh chỉ có một cái lời khuyên là mình cố gắng mình tìm kiếm cái nguồn thông tin đa chiều và mình từ đó mình tự xử lý, mình phân tích để xem là mình đang theo cái xu hướng nào, tại vì thật ra bây giờ cũng rất khó để đánh giá đúng hay sai. Kể cả khoa quan hệ quốc tế bây giờ cũng rất là cởi mở trong cái việc là thầy không phải lúc nào cũng đúng và trò không phải lúc nào cũng phải nghe theo thầy. Cho nên như thầy anh thì thường thì anh vẫn sẽ khi mà gặp một cái vấn đề mà mình dù đã nghe nhiều nguồn tin rồi nhưng mà mình nếu mà không có cách nào kiểm chứng thì thật sự cái tình thế nó cũng nan giải. Nhưng mà nếu mà được thì mình cố gắng mình có thể kiểm chứng cái sự việc đó. Khoa quốc tế là luôn luôn khuyến khích là cái việc là tôn trọng sự khác biệt. Cho nên là nhiều khi là mình chỉ là lắng nghe thôi chứ mình cũng không cần phải gọi là cố gắng trong cái việc là tranh cãi để tìm được cái quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai. Tại vì nó chỉ có một cái là nó phù hợp hay không thôi chứ nó không có đúng có sai. Nhưng mà nó là như vậy, quan hệ quốc tế nó là như vậy chứ chứ nó không có rạch ròi là A hay B hay C, mà là nó là những cái mà phù hợp hay không và là quan điểm như thế nào. Là quan điểm là không có ai đúng hay sai, quan trọng có phù hợp hay không, và chúng ta cần phải là tìm kiếm rồi là thu thập ở nhiều góc góc cạnh khác nhau, rồi là nên là tìm kiếm những ở nguồn thông tin chính thống ạ. Ừ, thật ra là có nhiều bạn bây giờ cũng rất là hay là mọi người sẽ nghĩ là các cơ quan thông tin chính thống thì mang yếu tố tuyên truyền khá nhiều, nhưng mà cái đấy cũng là một quan điểm mà với cá nhân anh thì anh cũng không bao giờ phản bác, và cái đấy là tùy góc nhìn của mỗi người thôi. Nhưng mà trong quan hệ quốc tế thì
anh lại trong ngành quốc tế thì luôn có một cái câu nói kinh điển đó là không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi. Cho nên là khi mà đã là đồng minh rồi thì thằng đồng minh của mình nó có làm sai thì mình phải bảo vệ nó chẳng hạn như vậy. Đó là nó nhiều khi nó quan điểm, nó quan điểm của mình dựa trên nhiều yếu tố khác chứ không phải chỉ là đúng hay sai. Cho nên là việc luận đúng sai thì nó cũng, với anh thì đến bây giờ thì nó cũng chỉ là tương đối. Đúng là mỗi ngành sẽ có những cái đặc điểm khác nhau nữa. Và Hãy khi mà học quan hệ quốc tế anh thì việc phát triển những nãy giờ mình nói cũng như cái chủ đề thì có cái nhìn đa chiều về những vấn đề xã hội, đặc biệt là ngoại giao và là giao lưu văn hóa, chính trị, lịch sử, kinh tế nhiều nước khác nhau. Thì vậy làm thế nào để chúng ta, các bạn sinh viên quan hệ quốc tế có được cái nhìn đa chiều như vậy ạ? anh nghĩ là khi mà vào khoa quan hệ quốc tế rồi thì các bạn giống như là đã vô tình là được đặt trong một cái môi trường là có rất là nhiều những cái tính cách khác nhau ấy. Thì nó là cái điều kiện khách quan để giúp các bạn có những cái cách tiếp cận đa chiều. Giống như là kể cả cá nhân anh thôi, khi học cấp 3 thì anh cũng chỉ biết những cái nhóm người rất là ABC thôi, nhưng mà khi lên đại học ấy, thì anh thấy là có tất cả các bạn đủ các tính cách từ A đến Z luôn. Nhưng mà khoa thì rất là truyền cảm hứng cái việc là mình phải tôn trọng sự khác biệt, và mình là quan hệ quốc tế, và bây giờ Liên Hiệp Quốc là hơn 190 thành viên rồi. Nếu mà nước nào mình cũng muốn chơi và muốn quan hệ thì mình gọi là phải thích ứng và thích nghi hết, chứ mình không thể nào mà chỉ có giữ khư khư cái quan điểm của mình được. Thì cái đó thì anh nghĩ là cái yếu tố đó là yếu tố khách quan và mọi người sẽ phải theo nếu mà muốn gọi là phát triển ở cái ngành quan hệ quốc tế. Thì làm sao để mà có thể nhìn góc nhìn đa chiều đó thì anh nghĩ là chắc là phải mình cố gắng mình rèn luyện một cái tư duy mở, và mình tập một cái thói quen là không phán xét, và mình tôn trọng cái quan điểm của người khác, mình cố gắng lắng nghe trước. Có thể là mình không đồng ý nhưng mà mình không phán xét, và mình cũng gọi là không chỉ trích. Tất nhiên là mình không hẳn là mình sẽ ủng hộ đâu, nhưng mà ý là mình sẽ không chỉ trích, không phán xét. Và nhiều khi là người ta hay nói là tại vì mình không nằm trong hoàn cảnh của người ta nên là mình cũng không thể nào hiểu được tại sao người ta là hành động như vậy. Nói chung là không phải là ngay từ đầu khi vào khoa thì anh đã như vậy đâu, nhưng mà khoa thật sự là giúp anh có cái góc nhìn nó phát triển lên theo một cái cách mà nó như vậy. Thì anh thấy cũng đó là một cái điều mà anh cũng rất là trân trọng từ khoa. Dạ, em cảm ơn những lời chia sẻ của vừa rồi của anh, rất là thực tế và là những trải nghiệm của bản thân mình. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã được lắng nghe những chia sẻ của anh, rồi là về chúng ta cần phải tập lắng nghe, rồi là biết cách quan sát nhiều hơn, rồi là chúng ta không nên chỉ trích hay là phán xét, mà chúng ta cần phải phát triển góc nhìn đa chiều cũng như là tôn trọng sự khác biệt. Một nữa cảm ơn rất là nhiều, và ngay bây giờ xin mời anh và quý vị thính giả chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Nên Kim. Dạ, qua phần trở lại với podcast Người Nhân Văn Mài Sắc Nên Kim, ở phần Nên Kim thì em hỏi anh câu đầu tiên là như em được biết, như em tìm hiểu á, thì trước khi anh làm việc tại Sở Ngoại vụ thì anh có được nhận lời mời là làm việc tại trường quốc tế tại Hà Nội. Thì tại sao anh lại là quyết định quay trở về thành phố Hồ Chí Minh để thử sức với công việc tại Sở Ngoại vụ mà có thể nói là một thử thách lớn, và hình như là lúc đó thì anh cũng chưa có gì chắc chắn đúng không ạ? Cảm ơn em, không ngờ là em cũng có tìm hiểu về cái CV của anh trước đó. Thì cái đúng là trước khi anh thi vào sở thì anh có nhận được một cái lời mời làm việc luôn mà không cần phải phỏng vấn ở trường quốc tế Anh Quốc ở Hà Nội. Nhưng mà sau đó thì sau một thời gian cân nhắc thì anh quyết định là từ chối cái lời mời đó và quay về sở để thi. Thì lúc đó thì là mới bắt đầu là nộp hồ sơ để thi thôi, chưa biết độ rớt thế nào. Nhưng mà như em nói đó, thì là tại sao lại chọn một cái việc nó thách thức như vậy. Nhưng mà anh thì lại là người thích thách thức, anh là người thích thử thách. Cho nên giữa cái việc mà giống như là một người đã offer sẵn rồi đó, với một người mà mình sẽ phải thi mới đậu đó, thì anh thấy cái việc phải thi đó, thì nó thử thách hơn mà nó kích thích hơn. Thì đó cũng là một cái lý do là như vậy. Vốn dĩ là mình thích thử thách và mình thích một cái gì đó khó hơn, và khi mà đạt được thì nó sẽ giống như là nó sẽ vui hơn, Mà mình nó sẽ trân phấn trọng khích hơn. hơn. Nó kiểu vậy.
Thì tất nhiên là bên cạnh cái việc là cảm thấy nó thử thách hơn đó, thì nó thật ra nó cái nguyên nhân mà sâu xa nhất đó, thì nó vẫn là cái việc là từ khi học và khi đi thực tập thì anh vẫn đã thích cái môi trường ngoại giao rồi, cho nên là khi mà sở mà mở cái kỳ thi mà thi tuyển vào đó, thì tất nhiên là mình muốn tận dụng cái cơ hội đó để mình có thể trở thành một cái cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp. Còn ở Hà Nội thì là tuy là làm việc cho tổ chức quốc tế có thể là có đãi ngộ tốt, nhưng mà anh thì môi trường giáo dục thì anh cũng đánh giá rất là cao và anh cũng thích, nhưng mà tất nhiên là nếu mà để xếp lên bàn cân thì anh vẫn thích quan hệ quốc tế và thích làm ngoại giao hơn so với làm việc trong một tổ chức giáo dục. Nhà khi mà làm việc tại sở, không biết anh có những kỷ niệm hay những trải nghiệm nào mà anh đáng nhớ, anh không thể nào quên được không ạ? Kỷ niệm thì có rất là nhiều, tại vì mình thì thích đón đoàn và nhất là rất là phấn khích khi mà gặp được những cái nhân vật cấp cao của nước ngoài. Ví dụ như là mình từng đón Thủ tướng Pháp, rồi toàn quyền Úc, Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ Barack Obama, mặc dù là lúc đó là ông là đã là cụ rồi nhưng mà cũng rất là phấn khích, tại vì Barack Obama là một người rất là được biết Thân đến trên thiện toàn thế giới, và nhỉ. mình cũng rất là có thiện cảm, nên là cái việc đứng ở khoảng cách rất là gần và được đón ông thì cũng rất là vui. Và đó là một cái mình nghĩ là nếu mà là sinh viên ngoại quốc tế nào thì cũng có những cái mong muốn như vậy. Còn cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất thì chắc là năm ngoái, năm khi mà sở ngoại vụ kỷ niệm 45 năm thành lập, thì mình lúc đó là được giao nhiệm vụ là phụ trách chính về cái mảng nội dung rồi kịch bản chương trình mà cũng như là đi kêu gọi tài trợ. Thì qua cái quá trình làm đó thì mình là một cán bộ trẻ thì mình thấy cái việc tìm hiểu lại lịch sử của sở và cái cách mà mình đóng góp và cái cách mà mình kêu gọi tài trợ như nó, thì mình thật sự là mình cảm thấy là mình gắn bó. Và khi mà tìm được cái nguồn tài trợ thì là nó giống như nó quay lại cái câu hỏi của My ở trên đầu đó, thì là mình áp dụng những kỹ năng mà mình đã học thì mình thấy vui vì điều đó, có nghĩa là mình thấy là thật sự là mình đã được làm đúng cái chuyên ngành mình đã học, áp dụng những cái kiến thức mình được dạy ở trường và đóng góp vào cho cơ quan thì nó cũng rất là vui. Thì mình nghĩ là có là một cái kỷ niệm mà nó hơi nội bộ nhưng mà nó lại là tương đối sâu sắc, với lại nó cũng gần đây nên là cũng nhớ là khá là rõ, nhất là trong cái bối cảnh là đại dịch Covid là cứ phải hoãn sự kiện cũng phải 2-3 lần nhưng mà cuối cùng là vẫn theo và cuối cùng là vẫn diễn ra và tổ chức thành công, thì là cũng rất là vui vì cái sự kiện đó. Và theo anh nghĩ thì trong cái bối cảnh toàn cầu như hiện nay á, thì cơ hội việc làm đối với các bạn sinh viên quốc tế sẽ có rộng mở hoặc là như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm để các bạn có thể dễ dàng hình dung về bức tranh quan hệ quốc tế trong tương lai không? Cũng như là trong thời điểm hiện tại á. Mình nghĩ là từ trước đến nay thì sinh viên ngành ngoại hệ quốc tế thì sẽ luôn có những cái cơ hội rộng mở đối với nhiều ngành, và bằng chứng là cái việc là qua các khảo sát của giáo vụ thì sinh viên ngoại quốc tế xuất hiện ở rất là nhiều lĩnh vực. Nhưng mà nếu mà nói riêng về ngành ngoại hệ quốc tế thì mình vẫn nghĩ là vẫn sẽ có rất là nhiều cái cơ hội cho các bạn. Bằng chứng là việc là chắc là My cũng nghe nhiều ở cái việc là đang mọi người đang giống như là chính phủ với lại các bộ ban ngành đó thì đang cắt giảm biên chế nhà nước, nhưng mà riêng Bộ Ngoại giao á, thì hầu như năm nào cũng được gọi là tổ chức thi tuyển công chức và đăng tuyển công khai để gọi là giống như là chiêu mộ nhân tài để về gọi là cống hiến, tại vì ngành ngoại giao sẽ luôn có đất diễn dù là trong đại dịch Covid. Thì ngành ngoại giao cũng là đi tiên phong cùng với ngành y tế để trong mặt trận ngoại giao vaccine, thì đó là với kể cả bối cảnh đại dịch và khi khi mà mở cửa trở lại thì ngoại giao cũng sẽ phải đi đầu để ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, nên là nó cũng sẽ cơ hội nó cũng sẽ rộng mở cho mọi người. Nhưng mà ngoại giao thì không chỉ đơn thuần là làm cho ngoại giao nhà nước, mà các bạn quan hệ quốc tế vẫn có thể làm cho các tổ chức nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ,
và thậm chí là các doanh nghiệp, tại vì mình hiểu là bây giờ là hầu hết doanh nghiệp nào thì cũng có bộ phận đối ngoại hết, cho nên là vốn dĩ là cái ngành quan hệ quốc tế thì sẽ luôn cơ hội nghề nghiệp thì rất là rộng mở. Nhưng mà nếu mà gọi là về làm về giống như cái ngành đúng giống như của mình đó thì cũng rất là rộng mở, tại vì cái cơ chế của khối nhà nước bây giờ cũng rất là mở rồi chứ không phải là khó như hồi xưa nữa, mà bây giờ mọi người thật sự là có quyết tâm, đam mê và có năng lực thì sẽ là thi nộp đơn mà thi vào. Quan cơ hội rất là rộng mở chứ các bạn, quan trọng là các bạn có đam mê không. Và anh có nói rất là nhiều về đam mê, và không chỉ vừa rồi mà anh còn trong các bài phỏng vấn trước nữa, thì anh làm như thế nào để có thể là nuôi dưỡng và duy trì cái đam mê đó à? Và em hỏi câu hỏi này thì một phần thì cũng để giúp các bạn có động lực anh, tại vì cũng có nhiều bạn có thể là gặp khó khăn hay là hạn chế gì đó, bạn bỏ cuộc hoặc là cảm thấy thiếu động lực, thì anh có thể chia sẻ cũng như là giúp các bạn có thể là tiếp thêm lửa và có thể là tiếp bước tiếp trên con đường phía trước ạ. Mình nghĩ là đam mê thì cái đó cũng là một cái may mắn của mình, tại vì mình cũng hiểu là không phải dễ dàng gì để tìm được một cái đam mê. Còn cái việc tại sao tìm được cái đam mê của mình đó, thì nó là một cái tương đối là trừu tượng mà cá nhân, và mình nghĩ là mình tương đối may mắn khi là từ lớp 11 thì mình khi mà mình đọc về quan hệ quốc tế thì mình đã thích, và mình 4 năm đại học thì mình cũng rất là thích, và mình vẫn duy đến bây giờ thì mình vẫn duy trì được cái đam mê này. Thì nếu mà gọi là để làm sao để mà duy trì được cái đam mê thì chắc mình nghĩ là khi mà mình mà có cảm giác muốn bỏ cuộc đó thì mình sẽ hỏi là lý do tại sao bạn bắt đầu, thì mình nghĩ là đó là một cái cách. Với lại cái thứ hai là để duy trì đam mê thì mình nghĩ là giống như mình là một người thích thử thách đó, cho nên là mình nhìn công việc của mình thì vẫn còn rất là nhiều thử thách và rất là nhiều cái cơ hội, nên là mình vẫn thấy là mình chưa thể nào bỏ cuộc được, tại vì mình chưa làm được, cho nên là mình vẫn còn duy trì cái đam mê. Để duy trì đam mê thì nó cũng khá là khó, nhưng mà với mình thì chắc là mình đúc kết lại thì là mình sẽ khi mà nhìn lại thì mình nếu mà mình muốn từ bỏ thì mình sẽ hỏi là tại sao mình bắt đầu. Như anh nói thì việc mà chúng ta tìm kiếm đam mê rất khó rồi, mà chúng ta duy trì nó lại là một điều hoàn toàn khác, rất là khó khăn nữa. Cuối chương trình thì anh có lời khuyên hay là những chia sẻ nào, những điều anh tâm đắc nhất dành cho các bạn đang có mong muốn theo đuổi ngành quan hệ quốc tế cũng như là đang theo học không ạ? Nếu mà về chia sẻ với các bạn thì anh nghĩ là nó cũng giống rất là giống với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là có góc nhìn đa chiều, thì anh cũng từng trải qua cái việc là mọi người cũng rất là thắc mắc tại sao anh từ bỏ cái môi trường ở công ty nước ngoài để về làm nhà nước. Và thứ nhất là mọi người thắc mắc là tại sao bỏ môi trường có lương tốt hơn để về môi trường nhà nước. Thứ hai là mọi người đặt cái nghi vấn là anh không có người nhà làm ở ngành ngoại giao thì liệu có thi đậu hay không. Thì đó là hai cái mà anh nghĩ là nhiều bạn cũng học ngành mình và có mong muốn làm ngành ngoại giao nhà nước, ngành ngoại giao chuyên nghiệp cũng thắc mắc. Thì qua cái câu chuyện cá nhân của anh thì anh cũng đã chia sẻ là công việc của anh thì hoàn toàn là từ khoa quan hệ quốc tế các thầy cô giới thiệu cái việc thực tập, và sau đó là mình cố gắng phấn đấu và phát triển, và nó cũng có những cái duyên và những cái may mắn nữa. Cho nên là nếu mà bạn nào thật sự mà vẫn có cái mong muốn, quan trọng là tin vào chính mình và mình biết mình thích gì. Còn tất nhiên là môi trường nào nó cũng sẽ có những cái gọi là hai mặt hết, thì các bạn phải tìm hiểu kỹ những cái đó. Tại vì với anh thì thử nó cũng quan trọng á, nhưng mà nếu mà thử xong cuối cùng không rút ra được cái gì thì nó cũng là lãng phí thời gian thôi. Nên là anh thì thường quan điểm là trước khi vào một cái công ty hay tổ chức đó thì mình tìm hiểu rất là kỹ. Thì cũng mong là qua cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì nếu mà bạn nào mà có muốn tìm hiểu về sở ngoại vụ thì có thêm một cái nguồn để tham khảo. Thì chia sẻ với góc độ là một sinh viên ngoại quốc tế và là một sinh viên của nhân văn thì mình có cái nhìn khách quan và là cái câu chuyện trải nghiệm thật sự của mình. Em cảm ơn những lời chia sẻ của anh. Thì các bạn thường hay em nghĩ là bất cứ ngành nghề nào á cũng có hai mặt của nó, và nhiều bạn thì cứ tưởng tượng cho mình là một màu hồng á, thì các bạn thì qua quá trình tìm hiểu thì các bạn cũng thực tế và đối diện với những mặt trái là những điều khó khăn thử thách, rồi là quan trọng là các bạn hãy mong muốn
Như anh có chia sẻ thì đối với các bạn mà không có mối quan hệ nhiều á, thì các bạn hãy yên tâm, cứ là chính mình, cứ cố gắng hết sức và trân trọng những cơ hội phát huy bản thân, thì chúng ta có thể là thực hiện được những mục tiêu và có những cơ hội việc làm mà các bạn mong muốn. Và một lần nữa em cảm ơn anh Minh Hiếu rất là nhiều. Chúc anh là luôn có thật là nhiều sức khỏe, thành công với công việc của mình và luôn giữ vững đam mê của mình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì Trà My và anh Minh Hiếu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.